Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin 360 độ sống khỏe chiều ngày 11 tháng 10. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện khó có chuyên gia. Thưa quý vị, để hạn chế thấp nhất số lượng tử vong do sốt xuất huyết cũng như áp dụng bài học kinh nghiệm từ công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa qua Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh áp dụng mô hình tháp 3 tầng để chống dịch sốt xuất huyết. Vậy điều trị sốt xuất huyết bằng mô hình tháp 3 tầng được thực hiện như thế nào và những sai lầm nào có thể khiến các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết diễn tiến nặng hơn và các biện pháp phòng bệnh như thế nào? Những thắc mắc này sẽ được bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp trong chuyên mục Chuyện khó có chuyên gia của bản tin 360 độ sống khỏe ngày 11 tháng 10. Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 62.085 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã chiếm 2,2% và hiện đã có 26 trường hợp tử vong, gồm 17 người lớn và 9 trẻ em. Trước tình hình này, ngành y tế đã đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn áp dụng mô hình tháp 3 tầng để điều trị các bệnh nhân sốt xuất huyết. Sở Y tế phân tầng rất là rõ ràng, từ 3 tầng, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 để phân tuyến để điều trị các cái ca sốt xuất huyết khi mà được phát hiện. Thì cũng như mình biết thì đơn giản thì tầng 1 là những cái ca sốt huyết thông thường thì được điều trị tại các cái phòng khám, tại các cái trạm y tế phường xã, các phòng khám trên địa bàn của địa phương. Rồi khi mà tầng 2 là các cái ca sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo và các cái ca sốt xuất huyết đen mà ta bị sốc lần thứ nhất thì tất cả các cái bệnh viện tuyến quận huyện, kể cả các cái bệnh viện đa khoa của khu vực cũng đã tham gia điều trị các cái ca sốt xuất huyết đen có dấu hiệu cảnh báo và sốc lần thứ nhất. Và tầng thứ 3 tức là cái tầng cuối cùng là những cái ca bệnh nặng thì được Sở Y tế phân công. Thứ nhất là bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là các cái bệnh viện đa khoa tuyến cuối. Ví dụ như bệnh viện 115, bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện Gia Định, bệnh viện Nguyễn Tri Phương và một số những cái bệnh viện mà tuyến trung ương đang ở địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, giống như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 175. Thì những cái bệnh viện này tiếp nhận các cái ca sốt xuất huyết đen nặng, là ví dụ như ca mà sốt xuất huyết có tái sốc hoặc là các ca sốt huyết có sốt huyết nặng hay suy đa tạng thì được chuyển đến các bệnh viện này để tiếp tục điều trị. Với cái phân tầng vừa rồi của Sở Y tế ban hành chia làm 3 tầng như vậy thì mình thấy rằng nếu mà cái tình hình sốt xuất huyết mà diễn ra rất là phức tạp hoặc số ca nhiễm mà lớn thì nó sẽ làm rất tốt cho cái chuyện mà mình giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và đặc biệt là các cái tuyến cơ sở mình có thể thu dung điều trị các cái ca sốt huyết đen mà từ nhẹ cho tới trung bình, đặc biệt là những cái ca mà có thể điều trị tại địa phương. Rồi khi nào có chuyển biến nặng, phức tạp thì bệnh nhân có thể là hội chẩn với các cái bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh để mà đưa ra một cái phác đồ điều trị. Thưa quý vị, bác sĩ cũng khuyến cáo từ đây đến cuối năm, bệnh sốt xuất huyết sẽ còn tăng, do mùa mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sôi. Vì vậy, khi có dấu hiệu mắc sốt xuất huyết, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để điều trị, tránh trường hợp nhập viện trễ, khi đó thì bệnh đã diễn tiến nặng và nguy hiểm. Dạ, tại vì vô đây coi như là vô hồi 10 giờ tối, thì sáng bác sĩ lấy đi máu về khoảng chiều cho kết quả là cháu bị sốt xuất huyết. Thì cháu này nó sốt cao, sốt 40 độ lận. Rồi nó ói ra nước mà còn đi ra nước luôn. Nói chung là nó có dấu hiệu gì lên phòng hành chánh kêu y tá xuống liền à. Bây giờ cũng coi như cũng được 2 ngày tiến triển cũng tốt chút rồi. Sốt xuất huyết cũng là một tình trạng nhiễm siêu vi. Do đó các cái triệu chứng ban đầu cũng giống như các cái bệnh nhiễm siêu vi khác, giống như là sốt xuất bệnh nhân có sốt cao, có đau đầu, rồi lạnh run, rồi thỉnh thoảng bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng nhức lao mỏi cơ,
thì cũng giống như các cái triệu chứng của các bệnh nhiễm siêu vi. Nhưng trong sốt xuất huyết đen nó có cái khác là bệnh nhân những ngày đầu sốt rất là cao, sau khi mà bệnh nhân hết sốt rồi thì bệnh nhân bắt đầu mới có diễn tiến nặng, tức là khoảng từ tầm ngày thứ tư tới ngày thứ bảy của bệnh, bệnh nhân bớt sốt và hết sốt thì cái bệnh mới diễn tiến nặng. Do đó cái sự theo dõi và điều trị sốt xuất huyết nó hoàn toàn khác với các cái bệnh nhiễm siêu vi khác. Ví dụ như bệnh nhân sốt cao mà ngày thứ ba thứ tư mà bệnh nhân có nôn ói nhiều, mất nước, hoặc là bệnh nhân mệt nhiều không có thể mà ăn uống được, thì mình có thể bù dịch theo cái nhu cầu cơ thể của bệnh nhân hiện tại. Còn nếu mà những cái bệnh nhân sốt xuất huyết mà không có những dấu chứng khó đó thì mình không thể nào mà truyền dịch thường quy cho bệnh nhân được. Bởi vì khi mà mình truyền dịch như vậy thì khi mà bệnh nhân đó vô sốc và những cái ngày là kế tiếp là ngày thứ tư tới ngày thứ bảy mà bệnh nhân trở nặng đó thì là rất khó khăn cho vấn đề điều trị tiếp theo của các bác sĩ. Bác sĩ cũng khuyến cáo khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Khi sốt, người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, dễ mất nước, do đó cần bổ sung nước nhiều hơn bình thường. Với trẻ em, cần bổ sung 1.500ml nước trong ngày. Với người lớn bị sốt xuất huyết thì lượng nước cần bổ sung khoảng 2.000ml. Tuyệt đối tránh những loại nước có ga, có màu đỏ, màu đậm vì sẽ gây nhầm lẫn với hiện tượng chảy máu dạ dày nếu người bệnh có hiện tượng nôn. Người bệnh sốt xuất huyết cũng nên ăn những loại thức ăn dạng lỏng như cháo, súp hoặc cơm nát, đồng thời tránh những loại thức ăn có nhiều dầu mỡ gây khó tiêu, đầy bụng. Trong từ 3 đến 4 ngày đầu, nếu có chỉ định theo dõi tại nhà, người bệnh cần lưu ý chỉ được hạ sốt bằng paracetamol chứ không được dùng ibuprofen hoặc aspirin vì có nguy cơ chảy máu đồng thời chìm mát cho người bệnh. Bệnh nhân cũng chú ý đến việc tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ, kể cả khi ngừng sốt vẫn phải tái khám. Trong trường hợp người bệnh có biểu hiện lừ đừ, ngủ ly bì hoặc buồn nôn, đau bụng dữ dội, xuất huyết, tay chân lạnh thì cần đi khám càng sớm càng tốt. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin, tổng hợp những tin tức về y tế sức khỏe đáng chú ý trong tuần vừa qua. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh đậu mùa khỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo ngày 6 tháng 10, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với mức độ giao lưu tiếp xúc như hiện nay, việc xuất hiện thêm một ca bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập là có thể xảy ra. Vì vậy, hệ thống giám sát vẫn tiếp tục được tăng cường. Thành phố cũng củng cố chặt chẽ hệ thống giám sát tại sân bay, cũng như tại tất cả phòng khám, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Sau khi ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 10, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cũng đã có buổi làm việc và kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Tại đây, đại diện Cục Y tế Dự phòng đã có yêu cầu rà soát, cập nhật lại kế hoạch phù hợp hơn với tình hình thực tế. Bởi hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn xuất hiện ca bệnh. Nhiều trẻ em tử vong vì siro ho Ấn Độ, WHO ra cảnh báo khẩn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phát đi cảnh báo về 4 loại siro ho cảm lạnh sản xuất tại Ấn Độ có thể liên quan đến vụ 66 trẻ em ở Gambia tử vong do tổn thương thận cấp. 4 sản phẩm này là Romethazine Oral Solution, Cofepmalin Baby Cup Syrup, Marcup Baby Cup Syrup và Marip & Co Syrup. Ngày 7 tháng 10, đại diện Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế cho biết đã tiến hành rà soát danh mục các thuốc được nhập về Việt Nam. Kết quả rà soát cho thấy Việt Nam chưa cấp số đăng ký nào cho công ty Maiden, chưa cấp sổ đăng ký cho 4 sản phẩm siro, đồng thời công ty này cũng không có hồ sơ nào đang nộp tại Cục Quản lý Dược. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân chỉ nên mua các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cấp sổ đăng ký lưu hành, tránh mua sử dụng các sản phẩm trôi nổi và các sản phẩm rao bán trên các trang mạng. Đổ xô cho trẻ đi xét nghiệm adenovirus, chuyên gia nói không cần thiết. Trong thời gian vừa qua, khi thấy trẻ nhỏ có dấu hiệu đau ốm, nhiều phụ huynh ngay lập tức nghĩ đến việc đưa trẻ đi xét nghiệm adenovirus. Trước tình trạng người dân đổ xô đi xét nghiệm cho trẻ vì lo ngại mắc adenovirus, một chuyên gia thuộc Hội Truyền nhiễm TP.HCM cho rằng việc đưa con đi xét nghiệm adenovirus là không cần thiết và gây lãng phí. Đối với trẻ nhiễm adenovirus phải nhập viện, các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm để kiểm tra bệnh nhi nhiễm loại virus nào với mục đích phân khoa, phòng nằm phù hợp,
cũng như tránh lây nhiễm chéo. Theo bác sĩ Trần Quỳnh Hương, trưởng khoa hô hấp 2 Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở bệnh viện không làm xét nghiệm để biết bệnh nhi có mắc virus này hay không, nhưng vẫn có thể theo dõi ở những trẻ mắc bệnh về đường hô hấp có bị viêm kết mạc, tiêu chảy hay không để chẩn đoán. Để phòng ngừa lây nhiễm ở trẻ nhỏ, bác sĩ khuyến cáo trong thời gian này, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người khác, càng ít người càng tốt. Khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ nên cho trẻ cách ly ở nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm sang những người xung quanh. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 360 độ sống khỏe chiều ngày 11 tháng 10. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên những bản tin 360 độ sống khỏe tiếp theo sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ ba hàng tuần trên website, fanpage, kênh YouTube của Sài Gòn Tiếp Thị Kinh tế Sài Gòn Online. Việt Phương xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các bản tin tiếp theo.